Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây dạo này nó mùa hè rồi các cháu ạ, tiết trời nó rất chi là nóng. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một mâm thạch Milo siêu to khổng lồ để gia đình bà cùng các cháu thưởng thức nhá. Để ăn vào cho nó giải nhiệt cơ thể, nó mát nhá các cháu nhá, nó sảng khoái. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của mâm thạch Milo siêu to khổng lồ hôm nay này đấy. Bà chuẩn bị bột Milo này đấy, bột Milo đấy. Và đây là bột cacao này đấy. Và đây là bột thạch rau câu này đấy, đấy. Còn đây là đường trắng này đấy các cháu ạ. Thì các cháu ơi, các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video nhá. Thì các cháu ạ, thì bà làm xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện, bà mẹ sẽ pha nhá, xong bà cho vào lâu nhá, kiểu các cháu chờ lâu nhá, tới đi. Các cháu ơi, thì bây giờ bà pha chế nhá. Thì các cháu ạ, hôm nay bà làm mâm thạch Milo này thì bà làm 8 lít nước. Đấy, tương đương 8 lít nước, nguyên liệu tương đương là 8 lít nước. Thì bây giờ bà bỏ bột Milo vào này. Đấy, bà bỏ bột Milo vào này. Đấy, wow, các cháu thấy thơm không? Đấy, thơm lắm. Thơm thế. Rồi, bà cho tiếp lọ lửa này. Đấy, bà cho thêm lửa lọ lửa. Đấy. Rồi. Bà cho lửa lọ cacao này, bột cacao này. Cho vào cho nó ngon này. Đấy. Rồi. Bà đảo đều rồi. Nào, bây giờ bà bỏ bột rau câu vào nữa nhá. Bà bỏ bột rau câu. Các cháu ở đây, bây giờ bà bỏ bột rau câu dẻo vào này. Mỗi gói này là 1 lít nước các cháu ạ. Bà cho 8 lít, bà cho 8 gói. Đấy. Dạo này quê bà tiết trời nó nóng lắm các cháu ạ. Bà làm để gia đình bà cùng các cháu thưởng thức, ăn vào cho nó mát, giải nhiệt cơ thể. Đấy, bây giờ bà đảo đều lên nhá. Đấy, 8 lít nước bà cho 8 gói bột rau câu dẻo. Đấy, bà đảo đều lên, sau bà cho 8 lít nước vào, bà quấy đều lên. Sau bà cho lên bếp bà đun, đun xong bà cho vào lạnh, bà làm đông lên. Sau bà bỏ ra mâm. Món này nó cũng đơn giản thôi cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà cho nước vào nhá. Đấy, bà cho nước vào. Đấy, các cháu này, bà có chuẩn bị cái ca, nó có mili ở đây rồi này. Đấy. Nào, bây giờ bà múc lại. Đấy, là 2 lít đúng cái khớp này các cháu ạ. Đây. Đấy. 2 lít đúng cái khớp này. 2 lít. 2 lít. Đấy, đây là 4 lít. Đấy, 6 lít. Tám lít, 4K. Rồi, bây giờ bà quấy đào lên. Ở đấy. Bà đánh đào lên. Cháu nhìn thấy màu đẹp không? Hấp dẫn không? Đấy, bà đánh đào lên. Nào. Các cháu ơi, bây giờ bà cho một cân đường vào. Cho nó ngọt, các cháu ạ. Đó, bà cho một cân đường vào. Ui. Rồi, bà bớt lại ít thôi, sợ lại ngọt quá. Nào, bà lại đánh tiếp cho tan đường. Các cháu ơi, thơm lắm. Tinh mùi bột Milo thôi, lại bột vị cacao. Rất chi là mát mũi, ngon là các cháu ạ. Thôi, bây giờ bà mang ra bên kia bà đun nhá. Bà đun lên. Sau bà cho vào lạnh, thử lạnh. Các cháu ơi, đấy bà dọn bếp bà đặt lên rồi đây. Các bà này bây giờ bà quấy nhá, bà phải quấy liên tay các cháu ạ. Đấy, bà quấy đây, bà quấy nó sôi lên một lúc là được. Đấy, bà mới đặt vào nó đã đặc đặc này. Tiết trời nóng ăn cái này là phù hợp các cháu ạ, mát đấy.
À, các cháu ơi, đây bà phải quấy liên tịch các cháu ạ, không sợ nó cháy đấy. Đây bà phải quấy liên tục này. Đấy. Bảo nó xúi lên thì mới thành công, mới xong các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, đây nó xúi vào wow rồi các cháu ạ. Ôi, các cháu thấy chưa? Nào. Hậu ơi. Dạ. Con ra khanh giúp mẹ ra cái. Ôi. Bây giờ các cháu ơi, bây giờ bà cho ra thau nước nhá, để cho nó hạ nhiệt đi, cho bà cho vào tủ lạnh siêu to khổng lồ của bà nhá. Đấy. Các cháu ơi, bà để đây cho nó hạ nhiệt đi cái nhá. Nó hạ nhiệt đấy. Nó hạ nhiệt đấy, cho bà cho vào tủ. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Đấy. À, các cháu ơi, thì bây giờ bà cho vào cái tủ lạnh siêu to khổng lồ này của bà nhá. Thì các cháu ạ, đấy cái tủ lạnh này là của thằng cháu, nó làm ở điện lạnh Quang Thái đấy, nó tặng bà đấy, nó to, nó rộng lắm các cháu ạ. Để thoải mái lắm. Thì bây giờ bà không mang mình, bà không lối, bà có nhờ cháu. Cháu Hùng ơi, mới lại con trai Hậu đưa bà đây hộ mẹ đấy, hộ bà đấy. Đấy. Ôi trường. Đấy, để đây một lúc là đấy các cháu ạ. Nào bây giờ bà đậy lắp. Bà đậy lắp vào, con đậy lắp vào, con đậy lắp bên nào. Đấy. Một tí nha. Đã độ tiếng đồng hồ rồi các cháu ạ. Thì bây giờ nó đông rồi. Thì bây giờ bà mang ra nhá. Thì bà mà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. À, Hồng ơi. Dạ. Con ra đây hộ mẹ. À, cả cháu Hùng nữa. Cháu Hùng ơi. Đấy. Cháu hộ bà xem. À, các cháu ơi. Đấy, thế là cái món thạch Milo của bà các cháu ạ thành công rồi, nó đông cứng hết rồi đây này đấy. Thì bây giờ bà bỏ ra cái mâm khổng lồ nhá. Đấy, bà bỏ ra. Đấy. Rồi, bà bỏ ra lạ. Ua. À, các cháu ơi, các cháu nhìn thấy cái thạch Milo của bà đã chút ra khỏi khuôn rồi này. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn không? Đấy. Nhìn thấy lông linh đấy. Màu đen rất chi là hấp dẫn, bắt mắt. Thì bây giờ bà cắt ra nhá. Đấy, bây giờ bà cắt ra cho các cháu xem này. Đấy. Úi dồi. Úi, các cháu ạ. Đấy. Bà cắt ra từng miếng một nhá. Đây, bà cắt. Đấy. Dễ cắt lắm các cháu ạ. Đúng rồi, như là không xương ý. Đấy. Rồi. Rồi. Rồi, các cháu ơi, bây giờ bà lật từng miếng cho các cháu xem này. Wow, đấy các cháu nhìn này. Đấy. Các cháu nhìn này, hấp dẫn không? Rất xinh. Đấy, bà đàn ra nhá. Chết. Đấy. Đấy. Đấy, thế là bà đã làm thành xong thành công mâm thạch Milo đấy. Các cháu nhìn thấy bắt mắt chưa? Ngon lắm. Ôi. Ui. Cái này đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới để ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Các cháu ơi. Đấy, thế là bà làm xong mâm thạch Milo siêu to khổng lồ nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới để ăn với mấy bà cháu nhà bà, mấy lại bác họ nhà bà nhá. Đấy. Thì em mời bác với lại các cháu nhá. Vâng. À, giúp em. Bác con mẹ bác, nha. Bác. Mình mời mọi người nhá. Mời bác này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả anh em nhá. Các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Các cháu nhá. Mời bạn là nữa. Cháu mời ông. Thôi bà mời các cháu này thôi, bác ăn đi, bác ăn đi. Mời bác ăn được ăn hạnh. Mời cả anh chị. Vâng. Vâng, mời cả nhà lần nữa. Mời ăn món đờ mát đấy. Cái này là hợp với những người mà ăn đủ của mình thi đấy, mà ăn này là dễ.
hôm nay đi qua đến thăm gia đình anh đàn bà với các cháu. Thơm nhiều mùi Milo, sữa Milo nhỉ. Là biết nhà và sức khỏe của gia đình, thứ hai là cũng được thưởng thức một món đặc sản rất đặc biệt. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Nhưng mỗi lần mà bà mới làm cái chuyện tổ khổng lồ này chắc phải mời xung quanh. Rất là mát các bạn ạ. Mẹ ngồi lên ngon lắm mọi người. Mình giải quyết được chứ bà. Bồn to ăn đã gần hết miếng rồi. Em hết miếng ở đâu nữa. Ăn thế nó mới đã. Ăn thơm mùi Milo anh em ạ. Ngon. Tức là ăn nó không ngọt mấy mà cũng không nhạt mấy, kiểu như ăn nó ăn nhiều thì nó không ngán các bạn. Ăn được vừa các bạn. Thế mới ăn được nhiều. Các cháu ạ. Một cái món nữa thành. Ăn một hai miếng là chán. À bác, các cháu ơi, cái món thành Milo của bà hôm nay ăn mát lắm mà còn thơm mùi Milo lại mùi bột cacao nhá. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon lắm mát, các bạn. Mát lạnh phù hợp với lại cái trời hôm nay. Ngon luôn. Giải nhiệt cuộc sống. Kênh bà Tân là một kênh rất là nổi tiếng này. Hôm nay anh thực sự mới biết. Đi với bà Tân là mấy. Mình làm miếng thứ hai các bạn nhá. Ăn cái này là không cần nhai, ăn nhanh lắm các bạn ạ. Nhưng mình tuột, dạ dày luôn các bạn ạ. Mình làm miếng thứ hai nữa các bạn nhá. Con gái bà Tân rất là xinh. Ủa. Thật nghẹn nữa. Cứ thong thả ra. Dạ đời lắm các bạn ạ. Để nhau mình làm mềm nữa nha các bạn nha. Tuyệt vời. Tuyệt vời không một trời. Bạn làm gì món, nào siêu to là chắc phải mời cả, xóm Mỹ như là họ mới dành tới đây. Mình miếng thứ ba các bạn nhá. Mát lắm các cháu ở phòng đâu biết đấy. Cắn đập răng. Nó ngon, ăn kiểu vậy đã. Ngon này, ăn cái món này quá tuyệt vời luôn. Một sự chọn hoàn hảo. Ủa anh ơi, em ơi, thanh thanh nó ngọt ngọt anh em ạ. Thơm mùi Milo, rất là mát luôn anh em ạ. Ngon lắm các bạn. Mùa hè ăn món này thôi rồi. Mát, tuyệt vời. Không tớ là mát lạnh, đấy. Thơm vị Milo lại vị bộ cacao nhá, bộ cacao. Mát lắm, và lâu tỉnh người không? Rất sần sật các bạn ạ. Đấy, nó có mùi Milo khiến cho mình nhớ lại cái thời ngày xưa mình hay uống sữa Milo các bạn nhé. Quá ngon luôn. Lần đầu tiên được thưởng thức món này. Ngon lắm các bạn ạ. Phù hợp cho những thân với lông các bà mấy món gì lắm nhỏ. Bà rất là làm rất nhiều món. Không biết làm với lông có thể làm. Các bạn ơi, các bạn làm thành này các bạn có thể kết hợp với sữa, kiểu như trà sữa các bạn ăn. Đúng ngon lắm. Ăn chè này. Kem. À, đấy các cháu ơi, thế là bà mới lại mấy bà cháu nhà bà mới bác đây là không ăn hết mâm thành Milo rồi đâu các cháu ạ. Còn đây bà để vào tủ lạnh ăn dần các cháu nhá. Để con nấu trà sữa muốn cho. Đúng rồi, cho đánh vào sau uống. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào mọi người nhá.